Họa sĩ Sĩ Hoàng, chủ nhân của ý tưởng xây dựng bảo tàng áo dài tại Việt Nam, đã vui mừng chia sẻ niềm say mê đối với dự án xây dựng bảo tàng áo dài này. Tôi mong muốn nhất đó là trong cái không gian này nó còn sẽ có thư viện, rồi nó có một cái bảo tàng chuyên về áo dài. Bởi vì tất cả những cái điều này nó không chỉ là gần gũi đối với tôi, một người đã chọn áo dài là một cái sự nghiệp thiết kế của mình trong suốt gần 25 năm qua, mà nó còn là một cái biểu tượng đẹp của dân tộc Việt Nam. Theo họa sĩ Sĩ Hoàng, bảo tàng áo dài được xem là nơi bảo tồn, trưng bày các hiện vật và các tác phẩm nghệ thuật mà áo dài là nguồn cảm hứng sáng tạo, là không gian giao lưu tìm hiểu và nghiên cứu nghệ thuật và phục vụ cho tham quan du lịch. Bảo tàng áo dài được xây dựng mô phỏng theo mô hình nhà hát Duyệt Thị Đường trong Đại Nội Huế, một trong những kiến trúc cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Với chất liệu đa phần bằng đá, công trình sẽ có giá trị bền vững về mặt thời gian, được tọa lạc tại khuôn viên nhà vườn Long Thuận, quận 9, rộng 10 hecta với bộ sưu tập tre trúc Việt Nam và ao hồ thả toàn sen như một biểu trưng của đất nước, con người Việt Nam. Công trình không những là một tác phẩm kiến trúc mà còn là một tác phẩm điêu khắc. Có những chỗ sẽ được chạm khắc trực tiếp lên cột, tường, tất cả bên trong thể hiện để khoe bàn tay tài hoa của người nghệ nhân về mộc, đẽo đá. Hiện nay, hầu hết các bảo tàng đều vắng người tham quan. Với bảo tàng áo dài, để khắc phục được điều này, các nhà xây dựng đã tìm kiếm mô hình kết hợp việc tham quan với giải trí, hy vọng sẽ không lâm vào tình cảnh điều hiu ế ẩm. Cái tình trạng mà bảo tàng vắng bóng á, không phải chỉ ở Việt Nam đâu, ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng vậy thôi. Bởi vì đây là một cái nơi không phải để người ta tới để vui chơi, giải trí. Cho nên lượng khách thường là chỉ có những người người ta có những cái yêu cầu về tìm hiểu, về nghiên cứu. Và thường thì có cái điều đặc biệt là dân bản xứ ít khi tới bảo tàng. Xác định đối tượng khách là ai. Thì tuy là hoạt động của bảo tàng nhưng nó cũng có cái yếu tố về marketing, về sale, về quảng bá. Cho nên nếu mình xác định khách hàng của mình là ai thì bảo tàng nó sẽ không rơi vào trường hợp là vắng vẻ. Chiếc áo dài đã từ lâu được xem là quốc hồn của dân tộc Việt Nam và là biểu trưng cho một đất nước hiền hòa mến khách. Việc xây dựng bảo tàng áo dài tại Việt Nam được xem là một hành động thiết thực nhất, góp phần giáo dục ý thức, giữ gìn và bảo vệ những di sản của nghìn năm văn hiến Việt Nam.